bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp đều không có tự tánh lìa các hí luận và bất khả đắc bất thì Nhờ những đạo gì mà Đại Bồ Tát chứng đắc tránh tánh ly sanh của Bồ Tát đó là đạo thanh văn độc giác hay đạo như lai? Phật bảo thiện hiện các Đại Bồ Tát không nhờ đạo thanh văn, không nhờ đạo độc giác, không nhờ đạo như lai được vào tránh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nhưng sau khi đã học đầy đủ các đạo, nhờ đạo Bồ Tát Vị ấy được nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, giống như Bồ Tát ở địa vị thứ 8 trước tiên phải học các đạo, sau nhờ đạo của mình nên được nhập vào tránh tánh ly xanh của thừa mình, cho đến khi chưa viên mãn đạo quả thì vị ấy chưa thể chứng đắc quả cao nhất của thừa mình. Cũng vậy các đại Bồ Tát trước tiên phải học viên mãn tất cả các đạo sau đó nhờ đạo mình mới được nhập vào tranh tánh ly sanh của Bồ Tát cho đến khi chưa phát sanh định kim cương dụ thì vẫn chưa thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu phát sanh định này với bát nhã tương ưng trong một sát na mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí cụ thọ thiện hiện lại bạch phật nếu trước tiên đại bồ tát đã học đầy đủ tất cả các đạo sau đó nhờ đạo mình mới được nhập vào tranh tánh ly xanh của bồ tát bạch thế tôn há chẳng phải các hướng và quả của đệ bát dự lưu nhất lai bất hoàn a à la hán độc giác như lai mỗi đạo ấy đều khác nhau sao bạch thế tôn nếu các đạo đã khác nhau như vậy thì vì sao trước tiên đại bồ tát phải học đầy đủ tất cả các đạo sau đó nhờ đạo mình mới được nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, nghĩa là các đại Bồ Tát phải phát khởi đạo đệ bát mới thành đệ bát, hoặc phát khởi đạo cụ kiến mới thành dự lưu, phát khởi đạo tiến tu mới thành nhất lai, bất hoàn, phát khởi đạo vô học mới thành A-la-hán, phát khởi đạo độc giác mới thành độc giác. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thành tựu đệ bát rồi, với có thể nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát thì không có lý. Không nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát mà có thể chứng đắc trí nhất thiết trí thì cũng thật phi lý. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát nào đã thành tựu dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác rồi mà có thể nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát thì thật vô lý. Không nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát mà có thể chứng đắc trí nhất thiết trí thì cũng thật phi lý. Bạch Thế Tôn làm sao để con biết rõ như thật? Các Đại Bồ Tát phải học đầy đủ tất cả các đạo rồi mới có thể nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát mà không trái lý. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói. Đại Bồ Tát nào sau khi thành tựu đệ bát rồi, nói rộng cho đến thành tựu độc giác mà có thể nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát thì thật phi lý. Không nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát mà có thể chứng đắc trí nhất thiết trí thì cũng thật phi lý cụ thọ thiện hiện thưa bạch thế tôn nếu vậy thì tại sao trước tiên các đại bồ tát phải học đầy đủ các đạo sau đó nhờ đạo mình mới được nhập vào tránh tánh ly xanh của bồ tát sau khi nhập vào tránh tánh ly xanh của bồ tát rồi vị ấy tuần tự chứng đắc trí nhất thiết trí vĩnh viễn đoạn trừ sự tương tục của tất cả tập khí phiền não phật bảo thiện hiện từ lúc mới phát tâm, các đại Bồ Tát siêng năng tinh tấn tu hành sáu ba la mật đa, dùng trí tuệ thủ thắng vượt qua tám địa, là tịnh quán địa cho đến độc giác địa, tuy tu tất cả tám địa vừa cả, nhưng vị ấy dùng trí tuệ thủ thắng để vượt qua, nhờ đạo tướng trí. Vị ấy được nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, sau khi đã nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, tuần tự lại nhờ trí nhất thiết trí tướng vị ấy chứng đắc hoàn toàn trí nhất thiết trí đoạn trừ vĩnh viễn sự nối tiếp của tất cả tập khí. Thiện hiện, ông nên biết trí của đệ bát tức là nhẫn của Đại Bồ Tát, trí hoặc đoạn của dự lưu nhất lai bất hoàn, A-la-hán và độc giác cũng là nhẫn của Đại Bồ Tát. Như vậy này thiện hiện, các Đại Bồ Tát trước hết phải học đầy đủ tất cả các đạo, sau đó nhờ đạo của mình mới được nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát. Sau khi đã nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, vị ấy tuần tự chứng đắc trí nhất thiết Thiết chí. sau khi đã chứng đắc trí nhất thiết trí vị ấy mới đem kết quả đó làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế tôn như đã nói, các đại bồ tát nên học để biết tướng của tất cả đạo, như là đạo thanh văn hoặc đạo độc giác hoặc đạo bồ tát hoặc đạo như lai, trí biết tất cả loại tướng của những đạo này gọi là đạo tướng trí các đại Bồ Tát làm cách nào để phát sanh đạo tướng trí này? Phật bảo thiện hiện, các hành trạng tướng có thể hiển bày đạo tướng trí là đối với tất cả các hành trạng tướng như vậy. Các đại Bồ Tát đều hiện chứng đẳng giác. Sau khi đã hiện chứng đẳng giác, họ như thật giảng nói khai thị tạo dựng kiến lập cho người khác, làm cho các hữu tình được hiểu biết không điên đảo và tùy ý đạt được những lợi ích mà mình mong cầu đối với tất cả âm thanh ngôn ngữ đại bồ tát này đều được pháp môn đà la ni thiện xảo nhờ pháp môn đà la ni thiện xảo này vị ấy phát sanh đủ loại âm thanh ngôn ngữ giảng nói chánh pháp cho hết thảy các loài hữu tình khắp ba ngàn đại thiên thế giới làm cho họ biết âm thanh được nghe đều như tiếng vang do đó tuy có hiểu nhưng họ không chấp trước hiện hiện do nhân duyên này các đại bồ tát nên học viên mãn các đạo tướng trí sau khi đã học viên mãn đạo tướng trí vị ấy biết như thật về các loại ý thích và tùy miên khác nhau của tất cả các loài hữu tình hãy làm lợi ích an lạc theo ý thích của họ nghĩa là biết như thật ý thích tùy miên của các hữu tình ở địa ngục và nhân quả của nó biết rồi tìm cách ngăn lớp đường đó cũng biết như thật về ý thích tùy miên của các hữu tình thuộc bảng xanh và nhân quả của nó biết rồi tìm cách ngăn lớp đường đó cũng biết như thật về ý thích tùy miên của các hữu tình thuộc cõi quỷ và nhân quả của nó, biết rồi tìm cách ngăn lấp đường ấy; cũng biết như thật về ý thích tùy miên của dòng dạ xoa Atula và nhân quả của nó, biết rồi tìm cách ngăn lấp đường ấy; cũng biết như thật về ý thích tùy miên của người và chư thiên cõi dục và nhân quả của họ, biết rồi tìm cách ngăn che đường ấy. Cũng biết như thật vẻ ý thích tùy miên của trời phạm chúng cho đến trời sắc cứu cánh và nhân quả của họ, biết rồi tìm cách ngăn che đường ấy, cũng biết như thật vẻ ý thích tùy miên của trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng, si phi tưởng xứ và nhân quả của họ biết rồi tìm cách ngăn che đường ấy, cũng biết như thật về bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo và nhân quả của nó, cũng biết như thật về ba pháp môn giải thoát và nhân quả của nó, cũng biết như thật về bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và nhân quả của nó, cũng biết như thật về tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ và nhân quả của nó, cũng biết như thật về thánh đế khổ tập diệt đạo và nhân quả của nó, cũng biết như thật về bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa và nhân quả của nó cũng biết như thật về pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không và nhân quả của nó, cũng biết như thật về chân như cho đến cảnh giới bất tư nghi và nhân quả của nó, cũng biết như thật về tịnh quán địa cho đến Như Lai địa và nhân quả của nó, cũng biết như thật về cực hỷ địa cho đến pháp vân địa và nhân quả của nó, cũng biết như thật về tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa và nhân quả của nó, cũng biết như thật về năm loại mắt sáu phép thần thông và nhân quả của nó, cũng biết như thật về mười lực như lai, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng và nhân quả của nó, cũng biết như thật về pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả và nhân quả của nó, cũng biết như thật về trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và nhân quả của nó thiện hiện sau khi biết như thật các đạo thanh văn vân vân và nhân quả của nó rồi tùy theo căn của họ các đại bồ tát giúp các hữu tình đứng vững nơi đạo ba thừa làm cho họ siêng năng tu học đạt được cứu cánh. Thiện hiện các đại Bồ Tát nên phát sanh các đạo tướng trí như vậy. Đại Bồ Tát nào có thể học các đạo tướng trí này thì có thể biết được các loại giới tánh ý thích và tùy miên của các hữu tình. Sau khi đã biết vị ấy tùy theo căn cơ mà giảng nói tránh pháp, giúp cho họ đạt được quả báo thủ thắng mà họ mong cầu quyết không bị tổn thất. Vì sao? Vì đại bồ tát này hoàn toàn thông đạt căn cơ hơn kém của hữu tình, hiểu rõ như thật tâm sỏ sai biệt và sự qua lại sanh tử của các hữu tình, nên pháp họ nói ra không làm tổn hại hữu tình. Hiện hiện các đại bồ tát nên thực hành các đạo bát nhã ba la mật đa này. Vì sao? Vì tất cả pháp bồ đề phần và đạo thanh văn độc giác mà bồ tát học đều lệ thuộc vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, tất cả thanh văn độc bồ tát học pháp này đều đạt được cứu cánh bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp bồ đề phần cho đến bồ đề tất cả pháp như vậy chẳng hợp chẳng tan vô sắc vô kiến vô đối một tướng được gọi là vô tướng thì vì sao pháp bồ đề phần như vậy có thể nắm giữ bồ đề Bạch Thế Tôn, tất cả chẳng hợp chẳng tan, vô sắc, vô kiến, vô đối, một tướng được gọi là vô tướng, chẳng có thủ, có xả đối với pháp khác, giống như hư không, không thủ, không xả, đối với tất cả pháp vì có tự tánh là không, cũng vậy các pháp đều có tự tánh là không, nên không có thủ, xả đối với pháp khác, thì vì sao nói pháp bồ đề phần như bốn niệm trụ vân vân có thể nắm giữ bồ đề? Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy như lời ông nói. Do tự tánh của tất cả các Pháp đều là không, không thủ, không xả, nhưng các hữu tình không thể hiểu rằng tự tánh của tất cả Pháp là không. Vì vậy, để làm lợi ích cho họ, ta phương tiện giảng rằng Pháp Bồ Đề Phần có thể nắm bắt Bồ Đề. Lại nữa, thiện hiện, hoặc nơi có sắc thọ tưởng hành thức, hoặc nhãn xứ cho đến Pháp xứ, hoặc sắc xứ cho đến Pháp xứ, xứ, hoặc nhãn giới cho đến ý giới, hoặc sắc giới cho đến pháp giới, hoặc nhãn thức giới cho đến ý thức giới, hoặc nhãn xúc cho đến ý xúc, hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc địa giới cho đến thức giới, hoặc nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, hoặc vô minh cho đến lão tử, hoặc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, hoặc chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc thành đế khổ tập diệt đạo, hoặc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc ba pháp môn giải thoát, hoặc tám giải thoát cho đến mười biến xứ, hoặc tịnh quán địa cho đến như lai địa hoặc cực hỷ địa cho đến pháp vân địa hoặc tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa hoặc năm loại mắt sáu phép thần thông hoặc mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng hoặc ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ hoặc pháp không quên mất tánh luôn luôn xả hoặc trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề hoặc tất cả hạnh của đại bồ tát hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật hoặc đoạn trừ sự tương tục của tập khí phiền não hoặc trí nhất thiết trí tất cả những pháp này đều ở trong thánh pháp và luật chẳng hợp chẳng tan vô sắc vô kiến vô đối một tướng được gọi là vô tướng để làm lợi ích các loài hữu tình giúp họ hiểu đúng và nhập vào thật tướng của pháp nên Như Lai dựa vào thế tục để giảng không dựa vào thắng nghĩa, thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát nên học để hiểu biết tất cả pháp như vậy, sau khi học và hiểu biết rồi, vị ấy thông suốt như thật là các pháp như vậy đáng phải thọ dụng, các pháp như vậy không nên thọ dụng. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật các đại bồ tát phải học và hiểu những pháp gì mới có thể thông suốt như thật pháp không nên thọ dụng phải học và hiểu biết những pháp gì để thông suốt như thật pháp nên thọ dụng phật bảo thiện hiện các đại bồ tát phải học và hiểu biết pháp thanh văn và độc giác rồi mới thông suốt như thật không nên thọ dụng phải học và hiểu biết tất cả pháp tương ưng với trí nhất thiết trí mới có thể thông suốt như thật tất cả các loại tướng nên thọ dụng thiện hiện các đại Bồ Tát nên học bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy ở trong thánh pháp và luật này. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn Ngài đã nói thánh pháp và luật. Thánh pháp và luật ấy vì sao được gọi là thánh pháp và luật? Phật bảo thiện hiện, hoặc các thanh văn, hoặc các độc giác, hoặc các Bồ Tát hoặc chư vị như lai chẳng hợp chẳng tan đối với tham sân si chẳng hợp chẳng tan đối với ngũ thuận hạ phần kiết sử chẳng hợp chẳng tan đối với ngũ thuận thượng phần kiết sử chẳng hợp chẳng tan đối với ngũ bốn tịnh lự bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng hợp chẳng tan, đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chẳng hợp chẳng tan, đối với thánh đế khổ tập diệt đạo, chẳng hợp chẳng tan, đối với ba pháp môn giải thoát, chẳng hợp chẳng tan, đối với tám giải thoát cho đến mười biến xứ, chẳng hợp chẳng tan, đối với tịnh quán địa cho đến như lai địa, chẳng hợp chẳng tan, đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng hợp chẳng tan, đối với bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng hợp chẳng tan đối với pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không chẳng hợp chẳng tan đối với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng hợp chẳng tan đối với cực hỷ địa cho đến pháp vân địa chẳng hợp chẳng tan đối với tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa chẳng hợp chẳng tan đối với mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng chẳng hợp chẳng tan đối với ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ chẳng hợp chẳng tan Đối với pháp không quen mất tánh luôn luôn xả chẳng hợp chẳng tan, đối với trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng hợp chẳng tan, đối với quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề chẳng hợp chẳng tan, đối với tất cả hạnh của đại bồ tát chẳng hợp chẳng tan, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng hợp chẳng tan, đối với việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não chẳng hợp chẳng tan, đối với trí nhất thiết trí chẳng hợp chẳng tan, đối với cảnh giới hữu vi chẳng hợp chẳng tan, đối với cảnh giới vô vi chẳng hợp chẳng tan, thiện hiện kia gọi là bậc thánh, đây là pháp và luật của bậc thánh ấy, vì vậy gọi là thánh pháp và luật. Vì sao? Đó là tất cả pháp vô sắc, vô kiến, vô đối. Một tướng được gọi là vô tướng. Các vị thánh kia đang thấy như thật pháp ấy, thiện hiện nên biết pháp vô sắc chẳng hợp chẳng tan đối với pháp vô sắc pháp vô kiến chẳng hợp chẳng tan đối với pháp vô kiến pháp vô đối chẳng hợp chẳng tan đối với pháp vô đối pháp một tướng chẳng hợp chẳng tan đối với pháp một tướng pháp vô tướng chẳng hợp chẳng tan đối với pháp vô tướng hiện hiện các đại bồ tát thường nên tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa vô sắc vô kiến vô đối một tướng vô tướng này học rồi không nắm bắt tướng tất cả các pháp. Bây giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn lẽ nào các đại Bồ Tát không nên học tướng của sắc cho đến tướng của thức lẽ nào không nên học tướng của nhãn xứ cho đến tướng của ý xứ lẽ nào không nên học tướng của sắc xứ cho đến tướng của pháp xứ lẽ nào không nên học tướng của nhãn giới cho đến tướng của ý giới lẽ nào không nên học tướng của sắc giới cho đến tướng của pháp giới lẽ nào không nên học tướng của nhãn thức giới cho đến tướng của ý thức giới lẽ nào không nên học tướng của nhãn xúc cho đến tướng của ý xúc lẽ nào không nên học tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến tướng của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra lẽ nào không nên học tướng của địa giới cho đến tướng của thức giới lẽ nào không nên học tướng của nhân duyên cho đến tướng của tăng thượng duyên lẽ nào không nên học tướng của vô minh cho đến tướng của lão tử lẽ nào không nên học tướng của bố thí ba la mật đa cho đến tướng của bát nhã ba la mật đa Lẽ nào không nên học tướng của Pháp nội không cho đến tướng của Pháp vô tính tự tính không? Lẽ nào không nên học tướng của chân như cho đến tướng của cảnh giới bất tư nghỉ? Lẽ nào không nên học tướng của thánh đế khổ tập diệt đạo? Lẽ nào không nên học tướng của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Lẽ nào không nên học tướng của bốn niệm trụ cho đến tướng của tám chi thánh đạo? Lẽ nào không nên học tướng của tám giải thoát cho đến tướng của mười biến xứ? Lẽ nào không nên học tướng của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện lẽ nào không nên học tướng của tịnh quán địa cho đến tướng của như lai địa lẽ nào không nên học tướng của cực hỷ địa cho đến tướng của pháp vân địa Lẽ nào không nên học tướng của tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa? Lẽ nào không nên học tướng của năm loại mắt sáu phép thần thông? Lẽ nào không nên học tướng của mười lực như lai cho đến tướng của mười tám pháp Phật bất cộng? Lẽ nào không nên học tướng của ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ? Lẽ nào không nên học tướng của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? lẽ nào không nên học tướng của trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng lẽ nào không nên học tướng của quả dự lưu cho đến tướng của độc giác bồ đề lẽ nào không nên học tướng của tất cả hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Lẽ nào không nên học tướng của việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não và tướng của trí nhất thiết trí? Lẽ nào không nên học tướng của việc biết khổ dứt trừ nguyên nhân của khổ, chứng đắc niết bàn và tu đạo? Lẽ nào không nên học tướng của việc quán duyên khởi theo chiều thuận nghịch? Lẽ nào không nên học tướng thánh pháp của tất cả bậc thánh? Lẽ nào không nên học tướng của cảnh giới hữu vi và cảnh giới vô Bạch Thế Tôn nếu Đại Bồ Tát không học các pháp tướng và các hành tướng Thì làm sao có thể vượt qua địa vị của tất cả thanh văn độc giác Nếu không thể vượt qua địa vị của tất cả thanh văn độc giác Thì làm sao có thể nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát Nếu không thể nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát Thì làm sao có thể chứng đắc trí nhất thiết trí Nếu không thể chứng đắc trí nhất thiết trí Thì làm sao có thể chuyển pháp luân vi diệu nếu không thể chuyển pháp luân vi diệu thì làm sao có thể dùng tránh pháp ba thừa để an đập hữu tình giúp họ vượt qua biển khổ sanh tử không bỏ mé phật bảo thiện hiện nếu tất cả các pháp có thật tướng thì các đại bồ tát nên học các pháp đó do tất cả các pháp không có thật tướng nên các đại bồ tát không học tướng của nó cũng không học pháp vô tướng vì sao vì dù phật có xuất thế hay không xuất thế thì pháp giới là thường trụ và các pháp chỉ có một tướng là vô tướng vô tướng này chẳng có tướng cũng chẳng không có tướng cho nên không thể học bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu tất cả các pháp đều chẳng có tướng, cũng chẳng không, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể tu bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào không thể tu bát nhã ba la mật đa thì không thể vượt qua địa vị thanh văn độc giác. Nếu không thể vượt qua địa vị thanh văn độc giác thì không thể nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát. Nếu không thể nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát thì không thể phát sanh vô sanh pháp nhẫn của bồ tát nếu thì không thể phát sanh vô sanh pháp nhãn của bồ tát thì không thể phát sanh thần thông thắng diệu của bồ tát nếu không thể phát sanh thần thông thắng diệu của bồ tát thì không thể trang nghiêm cõi phật thành thục hữu tình nếu không thể trang nghiêm cõi phật thành thục hữu tình thì không thể chứng đắc trí nhất thiết trí nếu không thể chứng đắc trí nhất thiết trí thì không thể chuyển pháp đơn vi diệu nếu không thể chuyển pháp luân vi diệu thì không thể an lập hữu tình giúp họ trụ nơi quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc độc giác bồ đề hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không thể an lập hữu tình giúp trụ vào phước nghiệp của tánh bố thí hoặc phước nghiệp của tánh trì giới hoặc phước nghiệp của tánh tu tập để được giàu có vui sướng tự tại trong trời người Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, tất cả Pháp chẳng có tướng, chẳng vô tướng. Đại Bồ Tát nào biết tất cả Pháp, hoặc có tướng, hoặc vô tướng, hoặc đồng một tướng được gọi là vô tướng tu vô tướng này tức là tu bát nhã ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn vì sao đại bồ tát tu vô tướng này là tu bát nhã ba la mật đa phật bảo thiện hiện đại bồ tát nào tu trừ bỏ tất cả pháp là tu bát nhã ba la mật đa Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn vì sao Đại Bồ Tát tu trừ bỏ tất cả Pháp là tu bát nhã ba la mật đa phật bảo thiện hiện đại bồ tát nào tu trừ bỏ sắc thọ tưởng hành thức là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ nhãn xứ cho đến ý xứ là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ sắc xứ cho đến pháp xứ là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ nhãn giới cho đến ý giới là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ sắc giới cho đến pháp giới là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ nhãn thức giới cho đến ý thức giới là tu bát nhã ba la la mật đa tu trừ bỏ nhãn xúc cho đến ý xúc là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ địa giới cho đến thức giới là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ nhân duyên cho đến tăng thượng duyên là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ vô minh cho đến lão tử là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ tịnh quán địa là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ bốn tịnh lượng, bốn vô lượng bốn định vô sắc là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ tùy niệm phật tùy niệm pháp tùy niệm tăng tùy niệm giới tùy niệm xả tùy niệm thiên tùy niệm vắng lặng tùy niệm hơi thở ra vào là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ tưởng vô thường tưởng khổ tưởng vô ngã tưởng không tưởng tập tưởng nhân tưởng sanh tưởng duyên tưởng diệt tưởng tịnh tưởng diệu tưởng ly tưởng đạo tưởng như tưởng hành tưởng xuất là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ tưởng ta tưởng hữu tình cho đến tưởng người biết tưởng người thấy là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ tưởng thường tưởng lạc tưởng ngã tưởng tịnh là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ tưởng duyên khỏi là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ tưởng thành đế là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ ba pháp môn giải thoát là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ tám giải thoát cho đến mười biến xứ là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ tam ma địa có tầm có tứ tam ma địa không tầm có tứ tam ma địa không tầm không tứ là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ thánh đế khổ tập diệt đạo là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ khổ trí tập trí diệt trí đạo trí pháp trí loại trí thế tục trí tha tâm trí tận trí vô sanh trí như thuyết trí là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ tịnh quán địa cho đến như lai địa là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ cực hỷ địa cho đến pháp vân địa là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ năm loại mắt sáu phép thần thông là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ mười lực như lai cho đến mười tám pháp vật bất cộng là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ tất cả hạnh của đại bồ tát là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ trí nhất thiết chí là tu bát nhã ba la mật đa Tu trừ bỏ việc vĩnh viễn sự đoạn trừ sự tương tục của tất cả tập khí phiền não là tu bát nhã ba la mật đa, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn tại sao đại Bồ Tát tu từ bỏ sắc thọ tưởng hành thức là tu bát nhã ba la mật đa? Như vậy cho đến tu trừ bỏ việc vĩnh viễn sự đoạn trừ sự tương tục của tất cả tập khí phiền não là tu bát nhã ba la mật đa. Phật bảo thiện hiện lúc thực hành Bát nhã Ba la mật đa nếu các đại Bồ Tát nghĩ là có sắc thọ tưởng hành thức chẳng trừ bỏ sắc thọ tưởng hành thức thì chẳng tu Bát nhã Ba la mật đa như vậy cho đến nghĩ là có việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não, chẳng trừ bỏ việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não thì chẳng tu Bát nhã Ba la mật đa, nhưng lúc thực hành Bát nhã Ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát không nghĩ là có sắc thọ tưởng hành thức là trừ bỏ sắc thọ tưởng hành thức, đó là tu bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến không nghĩ là có việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não, là trừ bỏ việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não, đó là tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì chẳng phải người có tưởng có thể thực hành bát nhã ba la mật đa. Vì vậy này thiện hiện đại Bồ Tát nào, trừ bỏ sắc thọ tưởng hành thức là tu bát nhã ba la mật đa, cho đến tu trừ bỏ việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nữa thiện hiện, người nào trụ nơi tưởng có thì không thể tu bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng không thể tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng không thể trụ nội không cho đến trụ pháp vô tính tự tính không cũng không thể trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng không thể trụ thánh đế khổ tập diệt đạo cũng không thể tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng không thể tu bốn tịnh lực bốn vô lượng bốn định vô sắc thù thắng cũng không thể tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ cũng không thể tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng không thể tu tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa cũng không thể tu năm loại mắt sáu phép thần thông cũng không thể tu mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng cũng không thể tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng không thể tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không thể tu tất cả hạnh của đại bồ tát cũng không thể tu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật cũng không thể tu trí nhất thiết trí cũng không thể tu việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não vì sao bởi vì người trụ nơi tưởng có thì sẽ chấp ngã và ngã sở do việc chấp trước này nên chấp trước hai bên do chấp trước hai bên nên chắc chắn không thể giải thoát sanh tử không đạo không niết bàn thì làm sao có thể như thật tu hành sáu pháp ba la mật đa cho đến vĩnh viễn đoạn trừ sự tương tục của tất cả tập khí phiền não cụ thọ thiện hiện lại bạch phật những gì là có những gì là chẳng có phật bảo thiện hiện hai là có không hai là chẳng có thiện hiện lại hỏi thế nào là hai thế nào là không hai phật bảo tưởng sắc cho đến tưởng thức là hai tưởng sắc không cho đến tưởng thức không là không hai tưởng nhãn xứ cho đến tưởng ý xứ là hai tưởng nhãn xứ không cho đến tưởng ý xứ không là không hai tưởng sắc xứ cho đến tưởng pháp xứ là hai tưởng sắc xứ không cho đến tưởng pháp xứ không là không hai tưởng nhãn giới cho đến tưởng ý giới là hai tưởng nhãn giới không cho đến tưởng ý giới không là không hai tưởng sắc giới cho đến tưởng pháp giới là hai tưởng sắc giới không cho đến tưởng pháp giới không là không hai tưởng nhãn thức giới cho đến tưởng ý thức giới là hai tưởng nhãn thức giới không cho đến tưởng ý thức giới không là không hai tưởng nhãn xúc cho đến tưởng ý xúc là hai tưởng nhãn xúc không cho đến tưởng ý xúc không là không hai, tưởng về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến tưởng về các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hai, tưởng về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không cho đến tưởng về các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không là không hai tường địa giới cho đến tường thức giới là hai tường địa giới không cho đến tường thức giới không là không hai tường nhân duyên cho đến tường tăng thượng duyên là hai tưởng nhân duyên không cho đến tưởng tăng thượng duyên không là không hai, tưởng vô minh cho đến tưởng lão tử là hai, tưởng vô minh không cho đến tưởng lão tử không là không hai, tưởng bố thí ba la mật đa cho đến tưởng bát nhã ba la mật đa là hai, tưởng bố thí ba la mật đa không cho đến tưởng bát nhã ba la mật đa không là không hai. Tưởng pháp nội không cho đến tưởng pháp vô tính tự tính không là hai. Tưởng pháp nội không cho đến tưởng pháp vô tính tự tính không không là không hai. Tưởng chân như cho đến tưởng cảnh giới bất tư nghỉ là hai. Tưởng chân như không cho đến tưởng cảnh giới bất tư nghỉ không là không hai. Tưởng thánh đế khổ tập diệt đạo là hai. Tưởng thánh đế khổ tập diệt đạo không là không hai. Tưởng bốn niệm trụ cho đến tưởng tám chi thánh đạo là hai. Tưởng bốn niệm trụ không cho đến tường tám chi thánh đạo không là không tường bốn tịnh ngữ, bốn vô lượng bốn định vô sắc là hai tường bốn tịnh ngữ, bốn vô lượng bốn định vô sắc không là không tường tám giải thoát cho đến tường mười biến xứ là hai tường tám giải thoát không cho đến tường mười biến xứ không là không hai tường pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện là hai tường pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không là không hai tường tịnh quán địa cho đến tưởng như lai địa là hai tưởng tịnh quán địa không cho đến tưởng như lai địa không là không hai tưởng cực hỷ địa cho đến tưởng pháp vân địa là hai tưởng cực hỷ địa không cho đến tưởng pháp vân địa không là không hai tưởng pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa là hai tưởng tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa không là không hai tưởng năm loại mắt sáu phép thần thông là hai tưởng năm loại mắt sáu phép thần thông không là không hai tưởng mười lực như như Lai cho đến tưởng 18 Pháp Phật bất cộng là hai tưởng 10 lực Như Lai không cho đến tưởng 18 Pháp Phật bất cộng không là không hai tưởng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ là hai tưởng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ không là không hai tưởng pháp không quen mất tánh luôn luôn xả là hai tưởng pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không là không hai tưởng trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là hai tưởng trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không là không hai tưởng quả dự lưu cho đến tưởng độc giác bồ đề là hai tưởng quả dự lưu không cho đến tưởng độc giác bồ đề không là không hai tưởng tất cả hạnh của đại bồ tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của phật là hai tưởng tất cả hạnh của đại bồ và quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật không là không hai Tưởng cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi là hai Tưởng cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi không là không hai Thiện hiện cho đến tất cả tưởng đều là hai Cho đến tất cả hai đều là có Cho đến tất cả có đều có sanh tử Đã có sanh tử thì không thể giải thoát sanh lão bệnh tử Sầu than, lo buồn, khổ não Thiện hiện, không có các tường đều là không hai, các pháp không hai đều là chẳng có, các pháp chẳng có đều là không sanh tử, người không sanh tử thì có thể giải thoát sanh lão bệnh tử, buồn giàu, khổ não. Thiện hiện, do nhân duyên này nên biết tất cả những người có tưởng hai thì chắc chắn không thể bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không chứng đắc không hiện quán cho đến thuận nhẫn người ấy còn chẳng có huống chi có thể biết khắp tất cả sắc thọ tưởng hành thức như vậy cho đến không thể biết khắp tất cả trí nhất thiết trí người ấy còn không thể tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo Uống chi có thể đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, hoặc là có thể chứng đắc trí nhất thiết trí và có thể đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não.